Tường Cô Đẹp xin chào anh chị và tất cả mọi người. Hôm nay thì em sẽ quay và giới thiệu cho mọi người đây một tác phẩm Cảnh Đồng Quê Việt Nam của chúng ta nhé. Tác phẩm Cảnh Đồng Quê được chế tác trên chất liệu gỗ trắc đỏ đen anh chị nhé. Cảnh Đồng Quê thì như mọi người thấy thì bên em đục thì có một cây tùng này, đó, đống rơm này và một chú trâu làm bên dưới và cạnh mái nhà tranh nó có thêm một chú tiểu đồng nữa này, cây cao, giếng nước đó, những chum nước và những cái sạp ở trước nhà đó, rất là chi tiết để khắc họa lên một bức tranh đó, của cảnh đồng quê Việt Nam xưa và những ngày xưa của chúng ta đó. Khi anh chị nhìn những tác phẩm mà cảnh đồng quê này thì anh chị sẽ khơi gợi lại, nhớ lại những kỷ niệm về những ngày hồi thơ bé đó, những ngày còn ở có cảnh đồng quê rất là tươi đẹp như này đó, sẽ rất có rất là nhiều ký ức của về chị nhé. Và đây chất liệu gỗ trắc đỏ đen này, chị thấy này đó, có hai màu đỏ đen rất là đẹp, rất là tuyệt vời đấy đó, em sẽ quay gần cho chị xem nha. Đây là cây tùng anh em này đó, tán cây tùng đấy ạ. Bên em đục có di sần cả thân cây nữa, rất là đẹp. Bên dưới đây là đống rơm và một chú trâu. Trong đây là ngôi nhà này, có một chú tiểu phu đang gánh củi về nhà này. Chị thấy cây cao giếng nước này. Rất là đẹp luôn chị nhá. Đó, các họa rất là chi tiết cảnh đồng quê của Việt Nam luôn ạ. Kích thước của tác phẩm này thì chiều ngang là 60 cao ạ. Em xin lỗi, chiều cao ngang là 60, ngang 60, cao 38 và chiều sâu là 18 chị nhé. Ngang 60, cao 38 và chiều sâu là 18 ạ. Chất liệu bằng gỗ trắc đỏ đen anh chị nhé. Tác phẩm cảnh đồng quê rất là tuyệt vời. Đó, anh chị nào yêu thích tác phẩm này thì anh chị có thể liên hệ với bên em qua số điện thoại 0389 889968 để có thể chốt và đặt hàng một tác phẩm cảnh đồng quê này anh chị nha. Đó, một tác phẩm cảnh đồng quê đó, mang lại cho chúng ta rất là nhiều kỷ niệm thời thơ ấu đấy ạ. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây nhá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bên em ạ. Đó, anh chị nhớ ấn like và đăng ký và ấn thêm nút chuông để có thể nhận được thông báo về những buổi live stream và những video mới nhất của bên em nhá. Em xin cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của bên em nhá.